Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình phải đi 2 tiếng đồng hồ lái xe và phải ngủ khách sạn vào ngày Valentine. Bởi vì đây khách sạn mình thuê đây. Tại vì cô bé lớn của mình hôm nay là đi thi gymnastics, là giống như thi nhào lộn, môn thể thao nhào lộn của mình không hề mình không biết kêu thể thao nhào lộn bún dẻo đó, thì có gì ngày mai mình sẽ quay cho các bạn coi đó. Thì vì con cái là phải đi thôi, chứ nay là ngày Valentine mình không được hưởng gì hết. Đây mình bây giờ đến nhận phòng trước khi mình đã đến nơi, và bây giờ ông xã mình sẽ vô làm thủ tục để nhận phòng. Mình ngủ chỉ đến tối, sáng phải dậy sớm, tại vì bé thi lúc 8 giờ sáng. Bé thi 8 giờ sáng rồi, nên phải tranh thủ đi. Đây chúng ta hãy vào khách sạn. Khách sạn này cũng chỉ thuộc trung bình thôi, không phải là cao cấp gì, ông già bị bệnh phải hút thuốc, lạnh giá gì cũng phải ráng ngồi, tội ghê á, hành kiếp ổng ghê ghê. Đây khách sạn có cầu thang lên, nghỉ ngơi sáng mình được ăn sáng trong đây. Đây là bài tiếp tân, đây là bài tiếp tân. Trong đấy có hồ bơi nữa, hồ bơi nước ấm trong nhà. Và đây là phòng tập thể dục, clinic center. Mình có thể vô tập được, nhưng mà nó cũng chỉ là nhỏ thôi. Đây là nước uống công cộng nè. Thôi chúng ta hãy vào. Ok, sau đây là đoàn quân bắt đầu tiến vào phòng. Mái này là bích đá, mình có thể lấy tự nhiên xuống mình hứng thôi. Cây nước ngọt bỏ tiền vô thì là quá tay, 2 đồng 1 chai, hỏi cần ai bán. Nước sẵn cho mình trong khách sạn. Đây bàn làm việc, các bạn hãy làm việc. Sổ nhìn xuống chẳng có gì đẹp. Khách sạn này thì mình chỉ muốn giá trung bình thôi, 100 trăm mấy thì không có gì hết. Đây tủ móc quần áo, ừ.
Kìa mi xong không? Chị tay xong rồi kìa. Con chưa có xong. Ok. Đây có gói cho mình bằng ủi. Đợi em chút xíu không? Đợi em chút. Em xuống cái em lên. Đây là bộ đồ gymnastics của con tôi. Đây. Một bộ đồ gymnastics. Đó, chỉ một này. Ok. Đây là và đây là cái microwave. Mình có thể hầm đồ ăn. Đây gì trong này? À, để tủ đựng đồ thôi. Ừ, có được cái tủ lạnh. Thì cái chỗ này cũng chỉ bình dân thôi, cho mấy đứa nhỏ ngủ tạm. Sáng mình đi sớm mà cũng mình cũng chẳng ở được gì, chỉ có tối ngủ thôi đó. Khổ ghê, đi khách sạn mà không được ngủ gì hết, không có được hưởng gì hết. Đây máy xay tóc và xà bông, mọi thứ đã để sẵn. Đây khăn. Đây. Bồn tắm. Chỉ ngủ thôi, sáng banh mắt cả phòng đi sớm thì...